cầu xin nữ thần. Tới một mùa giống như là thần, mỗi nơi có một vị thần. Cái tới mùa đó họ ở đây họ hát cầu xin bà phù hộ cho cuộc sống của họ được ấm no, mùa màng được tốt. Chạy. Và hiện giờ nó cũng còn chạy ha. Ừ, giờ còn chạy á. Cái này một cái điểm khác nữa, mình phải đi, nhưng mà mình đi rất là xa, mình đi bộ tới gần cái núi lửa này. Nhưng mà cái đó là một cái chương trình khác. Cái này những cái áo để những người mà giống như là bác học, người ta đi học về cái núi lửa rồi đó, những cái này những cái dụng cụ họ dùng. Cái này cái máy này người ta dùng hồi xưa ta đo cái mình để ta biết cái động đất, khi nào có động đất thì nó rửa là những động đất thì nó rửa là sắp nổ, thì để người ta biết di chản, người ta di chản dân đồ để khỏi nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ người ta không dùng cái máy này nữa, máy hồi xưa. Anh cầm máy này có gì mà thấy bé nó nhảy đó, cái máy động đất này đó, đó khi mà mình nhảy thì cái kim nó sẽ như vậy đó. Để người ta biết này, lên nhắc có khi nhảy đó. Để người ta biết động đất thì sao, động đất thì cái núi lửa thấp nổ thì mình phải chạy đi. Nhưng mà bây giờ nó có hiện đại, những cái máy móc hiện đại bây giờ rồi đó. Thì giống mình nói rồi, khi mà núi lửa sắp nổ thì người ta sẽ báo, người ta đi chạy dừng hết. Cái gạch, gạch đó, đó mình bỏ 5 đồng vô. Đó, bỏ 5 đồng vô. Ờ, phải bỏ tiền vô. Không, donation giống như là mình bỏ 5 đồng mình lấy cái này. Thế thôi. Cây khác, trang trí khác. Tôi còn cái bản hồi xưa, cái sự tích của bà. Ồ đây, đây là bản sự tích. Cái bản này nói lên ở Hawaii có nhiều, giống như là mình Phật giáo thì mình có nhiều Phật đồ, đủ thứ người Phật, giống như người thần, đúng rồi. Cái mấy nhỏ kìa, mấy nhỏ kia, cái vị thần. Người này đó là thần mưa của người Hawaii. Đó, người này cũng là. Còn đây là Madam Pele đây, đó là bà có đủ thứ mặt hết. Đó, bà là thần nữa ở. Còn đây là thần cá mập. Thần cá mập ở đây. Còn đây là thần sấm sét. Còn ở đây là em của Madam Pele, là thần tuyết ở trên đây, ở trên đầu đó. Nhiều thần lắm. Khó khăn gì thì người ta sẽ lên đây, người ta sẽ cầu xin và bà rất là linh thiêng. Nhưng mà sự tích của Ma Pele dài lắm, nhưng mà mình không có thể nói hết được. Và Ma Pele cũng có chuyện tình của bà nữa, nên mình cũng không
rất là dài dòng nên mình không có nói hết, mình chỉ nói đại khái thôi. Đó, ồ đây, đây là thần sống, đó thần sống là em của bà, đó là hai chị em. Đó là hai chị em, người sống, người là thần sống, người là thần núi lửa. Nhưng mà nghe nói hai người này không thích nhau, nên lúc nào cũng đánh nhau hết. Chỗ mình đứng ở đây hả? Ừ. Đây. Cái đào của mình. Còn mấy bạn muốn mình kể nhiều về bà thì mấy bạn hãy bỏ comment và mình sẽ làm một cái video khác nói về chuyện của bà nhiều hơn. Để bán đồ của mình. Bên đây nè. Ê, Kevin. Bây giờ mình đi chỗ khác nhé. Đi rồi. Đi. Ở đây một điểm nữa. Đó. Đó, mấy bạn thấy khỏi chưa? Cứ cờ nóng. Đó, người ta thảy tiền xuống để người ta cầu nguyện, mấy bạn có thấy không? Đó, thảy bạc cát xuống để cầu nguyện. Mình cũng thảy xuống cầu nguyện. Ok, giờ mình đi tìm khác nữa.